bằng đêm bằng ngày nước lớn kéo vô cái không nổi. Chứ tôi kéo nổi tôi làm được cái ghe này thì ngon lắm thiệt á. Khổ quá. Khổ nước chứ phải tôi nói trời ơi bằng đêm cái nước cực lắm chứ phải gì đâu. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Thì cũng hơn một tuần rồi Bùi Hồ quay trở lại hoàn cảnh của bà ba sống trên ghe một nát cùng với người con trai của mình đó. Hôm nay đi mua ghe đó bà ba, sao thấy buồn buồn vậy? Gì ra buồn? Mừng chứ buồn vậy? Mừng hả? Đây là cái xưởng ghe, nhờ cái anh này anh phải dẫn đi. Lần nào cũng đi buổi chiều hết trơn ha bà ba. Cũng 5 giờ mấy cái bờ chết. Bà tin không? Bà tin bữa nay được không? Tính trở trời, tôi nói rồi 5 giờ chưa thấy. Con thông báo cho bà ba tin mừng, cô bác quý anh chị thấy là anh ở trong kia anh đốt nhà anh cúng. Rồi cậu mong mua ghe được á. Sao không anh? Ôi. Dạ. Rồi đi ha bà ba ha. Mũi băng mũi rồi. Lớn không dán. Mùi luôn. Đây là ghe này đó hả? Có cái mũi không à, cái mũi bị đụng hả vậy? Hả? Nó bị đụng vô. Phải sợ cái đụng đâu đụng. Tôi cài sóc độc hai cái độc bằng chàm đây nè. Rồi cái nó nằm nó dướng lên cái độc kia nè, tụi đi bán đâu hay đâu về nó nằm trên độc đụng mà làm cái hì. Cái mũi ngoài trước này nó bị hư đó hả? Hư ra rồi đó. Thì cái ba văng mấy cái mũi ra. Nó văng mũi ra chưa? Cái mũi. Này gỗ gì ta? Sao sông lớn không đó? Cái mũi của sao sông lớn luôn đó. Kéo ghe mình đi xuống dưới mới được. Mẹ con sao trong lớn luôn mà dắt lượng còn đỏ ao ngày xưa có đi có hai chiếc đậu tới giờ cứ bỏ cũng không phải. Ở đây mua ghe khó hơn là ở trên Hồng Ngự. Cái ghe này là hay là nếu mà ở luôn thì khỏi, hay là thử có mua lại cái nằm thiên công luôn, bởi vì dắt lượng còn đỏ ao kìa, nó bước tiếp coi. Rồi rồi rồi. Dạ, em cũng đâu gành về ghe đâu. Không xuống vô con coi ghe đụng người ta thênh thang mà. Bà ba xuống rồi bà. Coi đây, xuống coi đi. Bước xuống bà ba. Bước xuống đó bà coi cho mấy. Bà ba chào cô bác quý anh chị ơi. Mình mong ghe này tới 10 tấn mà. Thôi ơi, nước ra bãi tới 10 tấn sợ cho xíu vậy trời. Đâu mà xuống với bà coi cửa mà bơi nước chưa mà giờ mình thử coi. Quá mấy trời em đây. Xuống đi. Nhưng mà cái mui này nhìn bị tà mỏ rồi. Đâu chợ bự quá nó hơi sợ ta la nữa. Cái này chú cậu về sửa là được hả chú cậu? Bà ba nói sao ta la hả? Chợ bánh chợ bự quá ta la. Quá bự. Đúng rồi, quá lớn. Quá lớn ghe không được rồi. Không được bà ba. Thiệt, ghe bánh chợ không cho rồi. Thất bại nói sao trời. Trời ơi là trời. Chợ thì đậu ngay bánh chợ vậy bự quá vậy là không cho rồi đó. Đúng rồi, ghe này thì ở trong này mà ghe này ở ngon lắm. Ngon lắm mà. Biết rồi mà giờ bánh chợ này là ghe nhà ta ở luôn á. Biết ghe đó ngon thì ở nhà ngon thiệt mà ở ngay tại bánh chợ, ngay bến chợ luôn. Dạ. Chợ cái tàu hả? Ừ. Ngay cầu luôn á. Chợ cái tàu mình đó hả? Ừ. Cái tàu đó thiên cái mông mông. Không, không cái cầu ngay ở ngay cầu. Nói chung là ghê. Không bên không mà mày ở ngay tại chợ cầu, ngay chợ thì không cho. Mà nó bự quá tao không cho. Hết à. Con gọn thì được ở gọn. Tao thấy mình không có đất thì mình ở ghe tao cho thuốc với bà. Cho mà cho nhỏ. Tao làm gọn cho ở chứ bung mà tao đuổi. Ghe này bà ba nó mua xong rồi không cho ở luôn á. Tôi ở với ghe tôi dưới đâu tôi cũng ở ghe dưới đâu. Tao còn bị đuổi đó lui đó ghe tôi nhỏ ghe này lắm nhiều rồi lắm mà. Thất bại nữa rồi, hai lần rồi đó bà ba. Cái bến nhà nước đuổi, cái bến chợ người ta không cho đậu chặt chỗ bến ta vô. Tôi nói phải không chứ không phải gì. Ghe này ở được rồi mà bự quá rồi. Bự bà ba ở không được rồi. Bến chợ quá rồi. Bự bến chợ. Bự quá độ ngay chỗ cái cầu. Ngay cầu cầu của tàu tao đó, cầu của tao đó. Ngay cầu luôn. Ây da. Tao mờ tại cái môi bự không cái này nó tới 10 tấn. Không có tới đâu. Không mà về ra này tôi nói ra tôi nhỏ dưới phân nửa ra này mà gỡ nó còn bị đuổi đó tôi lui kìa. Không nhưng mà nó kình càng á. Kình càng chứ lắm. Biết rồi mà kình càng quá rồi. Tôi ở ghe dưới hỏi mấy chú này coi. Ghe ở dưới đó. Và ở ghe nhỏ xíu à. Vậy người ta cho đó. Bự quá sợ. Bự mà không cho. Bự quá sợ bị đuổi luôn. Đuổi luôn cái gì không luôn thẳng luôn á. Trời ơi, tấn ngon quá trời, nó ngon lắm. Buồn bã thiệt luôn. Thiệt buồn thiệt lên gặp cái ghe là thấy buồn. Không được buồn thiệt. Thì sao ta? Cái ghe này ở thì khỏi chê. Không biết rồi, bự quá. Ghe này coi. Nhất là không có miếng nước. Còn chiếc nào không chú? Còn chiếc bên này coi. Nó mà nó mấy tấn chú? Chiếc này cũng cỡ chừng 5 tấn à. Ừ, vậy được nhỏ nhỏ. Nó vừa được bự quá. Là gần nhà chú. Chạy ra nhà tôi chạy vô khoảng tới 2-3 cây số nữa. Rồi, khỏi hù làm sao coi. Được, kịp, đi.
giờ lỡ rồi anh sớm mà. Sao cái chiếc ghe thứ hai không thành công thì bây giờ cái ghe này nhìn thấy đỡ đỡ hơn hả bà ba? Thấy đỡ hơn ghe thứ đây đi xuống đây bà ba. Đây đi xuống thôi. Hả? Mẹ ngon rồi. Chiếc này hả? Ở chiếc này là ok đó hồi. Dạ. Đi. Xuống coi. Dạ. Chạy giết tụi mới đổ xăng ha. Trời ơi, quá trời. Trời ơi chạy ghe. Cô bác của anh chị tranh thủ thời gian đến đi coi đến nội bây giờ là mấy giờ rồi ta? 6:15. Dạ dạ. Đi lại đây Dạ. Cây dừa cũng hả? Sao dừa cũng hả? Cây dừa cũng bất tử. Ghe này cũng bự chứ đâu nhỏ hay chú ơi. Ghe này được nè bà má. Ghe này dừa ơi. Nó rộng nè. Ghe này ghe chở lúa nè. Ai mà không từ đầu mà lên mà mét. Đây tầm khoảng cái sợi tay của em 2 mét. Cả 2 mét tầm. Gần 2 mét. Để đó mà ngồi bà ba ơi. Bà ba. Bà ba ơi dừa. Nữa cũng cây dừa nữa. Bà nãy cái chiếc ghe nãy là bà không được là ba buồn ghê luôn hả? Quá bự. Rồi giờ chiếc này ngon lành rồi đó. Mà chiếc này cũng bự nữa nè. Không bự hơn nhà có chút xíu thôi. Chiếc này bà ba được chịu không? Chiếc này cũng quá lớn, dài dữ anh ba. Không dài mà nó sâu. Còn đẹp. Cây dưới này được không? Đẹp đó anh. Cây còn đẹp ha. Ừ. Gỗ này gỗ gì anh? Sao? Ờ. Chiếc này là bán nhiêu ta? À. Cái chiếc này là có cái mui này cũng được ha. Cao, chiếc này cao hơn của bà ba. Cao. Cao hơn phải không? Ủa chú cầu ơi, xuống đây cái chú cầu. Hả? Xuống đây vàng vàng cái này cái chú cầu. Cái chiếc này mua về mình phải đóng lại. Đi làm lại chứ đâu phải về ở được đâu. Thì như vậy ba, cái vàng này là càng đóng vàng sạp không hay là đóng chứ? Đóng ngang đây nè. Đóng ngang đây nè. Bây giờ chú cầu, cho chú cầu. Ví dụ được cái mui á. Cái mui bây giờ mình nấu ra khoảng cỡ này đi chú cầu. Cỡ này. Đây là hả? Cỡ này được. Là chỗ mình ngủ mình nấu nướng rồi đó. Trên này. Nhưng mà trước tiên là bà ba cho hỏi là bà ba có chịu chiếc ghe này không? Chịu phải ba ba mới chịu mới được chứ không chịu. Chiếc này nó cũng bự hơn nhà. Bự hơn chiếc nhà. Bự hơn chiếc nhà. Sâu hơn. Thôi. Bởi vì mình ở chợ nó kéo ra kéo vô phải độ một chỗ thì được. Cái này mình nước lớn thì kéo vô còn nước rộng kéo ra. Nó bị cái bãi nó lại nó hẩm. Nhưng phải độ một chỗ. Nhưng mà bà ba chịu không? Sao lý do gì mình không độ một chỗ? Đi lên. Đó lên không được, nó ngoài biết ngoài là ngoài lại ngoài mới. À dữ không? Ừ. Không phải cách mé à, cách nó hỏng nữa. Trời ơi, đây qua cái miếng ghe bên kia à. Ừ. Vậy thì kiếm cái đòn bắt chết luôn. Cái đó là mua miếng dán, con mấy người ta mua miếng dán. Trời không được. Trời lớn lắm. Nước lớn. Bắt vô buộc dây, bắt bù lon, nếu mà chết chỗ không? Phải bắt bù lon luôn. Ở chợ không cho làm không. Tôi bị tôi ở cũng phải trên trịch chút cũng được mà ngay cái cầu, ngay cả cái cầu của tàu á. Bây giờ bà thọt cái đòn xuống, bà nhét thọt bù lon xuống rồi không xúc, lớn gần không xúc. Ai đâu mà dày vô. Ghe này bự thiệt kháng chú không? Ghe này là con thấy được đó. Được mà nó hơi cũ cũ nhưng mà được đó. Nó còn đẹp đó. Đẹp mà rồi đó. Bà ba ngồi cái gầu quá bà ba. Thấy bà lớn quá trời. Bà ba sao? Phải được nhỏ chút nữa được quá trời hết lắm. Rồi. Cái ghe cũ này được. Kiếm không có dễ đâu nha. Đúng rồi. Có hoài cho mình được nha. Cái chiếc này nếu như mà mới là khoảng nhiêu tiền anh? Chiếc này hả? Chiếc này mới đóng giờ khoảng cỡ 90 triệu. 90 hả? Ồ ghê vậy. Ừ. Cái sao hồi đó nha. Sao còn sao. Ghe mà mắc dưới ta. Đầu cây mà. Hồi xưa cây nó già ha. Giờ cây non. Cây núi. Ghe đi mấy chục năm mà 30 năm mà nó phải đi mà bình thường đó. Ghe này mấy chục năm rồi hả? Không phải, này chị mình đóng cái ghe mình đi á. À. Nó kêu mới á. 40 năm luôn. Nó mới cái một mà nó không có một, chỉ mau mòn thôi. Ủa, bây giờ như thế này nè bà ba. Dạ. Để hỏi bà ba. Bà ba chịu không? Quá thấy lớn rồi, lớn quá cao rồi vậy. Bây giờ bà kiếm cái chiếc nhỏ nữa chắc khoảng tháng nó được. Giờ kéo ra kéo vô cái không nổi thiệt. Nước lớn nó kéo vô kéo ra vô không nổi bến. Vậy mình mua thêm chiếc xuồng. Thôi xuồng phải tìm lúc đó. Chú cậu không có xuồng mà phải không? Kiếm xuồng nhỏ ở xuồng đấy đi qua lại đó. Rồi bây giờ nhưng mà bây giờ quan trọng bà ba mà không chịu nữa. Giờ bự quá kéo ra kéo vô không nổi. Chú kéo không nổi. Cái dừa. Cái dừa. Anh hồi. Đi đi. Dạ.
bởi vì tôi già yếu là tôi bằng đêm bằng nước lớn kéo vô cái không nổi, chứ tôi kéo nổi tôi làm được cái ghe này thì ngon lắm thiệt á. Khổ quá, khổ nước chứ phải, tôi nói trời ơi bằng đêm cái nước cực lắm chứ phải gì đâu. Bây giờ bà ba mà kiếm một cái chiếc ghe mới nữa chắc còn đợi một tháng nữa chưa mua được cho bà ba. Nhà đó đó bà ba, tôi không cần gì đẹp đâu mà đường nhỏ hơn ghe này tôi chịu, tôi kéo gà vô nổi tôi khoái à, mà gì cũng được hết trơn á, cũ ghé tôi cũng chịu chứ. Chiếc này nó chiều dài nó cũng dài bằng chiếc nhà thôi, nhưng mà nó chiều ngang nó dư nó hơn chừng 4 hơn cái này hơn thôi. Hơn 4. Nó quá cao rồi, cái này quá cao ghê vậy. Giờ đóng nếu mà chị ba chịu đóng cái giật theo cái giật. Bà ba không chịu rồi kìa. Bự quá, cái không nổi rồi. Bây giờ nếu mà không nổi thì mua thêm chiếc xuồng. Thôi, cứ gọi nó chết đó, mua chiếc xuồng cũ. Thôi vô. Bây giờ ba bà bắt cái đòn không được đâu. Bánh chợ khó. Nó dài lắm. Dài lắm, không chịu. Lần này nó là 3 lần rồi, chiếc ghe lần đầu tiên là không được nè. Ghe coi đâu ạ? À? Chiếc ghe đầu tiên tôi chịu mà đều là chê với cái ghe nhỏ tôi chịu đó. Tôi ghe kéo ra kéo vô nổi tôi chịu á. Chiếc ghe của ông Hùng. Ghe đó bà chịu hả? Ừ. Đậu với cái chịu sao đợt đó bà nói cứng giá. Cầu gì? Giá gì? Đã rồi la ai cái này không chịu. Với chân cầu cho chậu. Cái đó tôi chịu cái ghe dưới rồi đó. Dưới đó làm sao? Nhưng mà đóng cái nó nhỏ là giá cao quá. Chứ hơi cao chút. Nhiêu tiền với đó nhiêu tiền? Không biết đó có 3 triệu à. Đóng tới 15 triệu. Đó cao quá thành ra chiếc ghe nó vừa lắm đó. Bây giờ em mua chiếc ghe đó anh em chạy lên cho anh sửa anh được không? Cái nào tôi làm cũng được chứ đâu có gì. Ừ, chiếc ghe đó tôi ở được đó. Nó nhỏ mình kéo ra kéo vô. Nếu như mà mua chiếc ghe có làm vậy mà tốt tiền lắm. Bằng sửa lại tốt lắm. Bây giờ không ấy thì vài bữa đi tôi kiếm cho. Chiếc nhỏ chiếc này đi. Bây giờ dì ba ơi con nói dì ba bàn cái chuyện này nè. Chiếc này rất là ngon, rất là rộng rãi. Biết. Vì ba đậu một chỗ đi, mua thêm chiếc xuồng có mấy triệu bạc là nhỏ mà tao nói bánh xuồng người ta không cho ra vô đập chiếc xuồng nó vô, ra vô người ta sao người ta đậu được bị người không cho người ta vô, ta đậu bánh xuồng người ta vô, không cho người ta đậu người ta cũng nói người ta la mình nữa, nó khó lắm. Trời ơi mua chiếc xuồng nhỏ thôi mà đã chiếc ghe rồi chiếc xuồng đó rồi cái bánh xuồng người ta ghé chợ đó rồi người ta mua đồ không được, người ta cũng cự mình nữa thôi không được người nó không phải chuyện lớn đâu, ngay cầu mưa trời ơi, ngay cầu ở tàu á chiếc ghe dưới tôi chịu chú không. Đừng nói sao bà nói cứng giá. Cứng giá gì thì chúng này tính gì tôi có biết nó cứng giá đâu. Bà nói với con là cứng cứng không đó. Nó cũ dữ lắm rồi. Thì nó cũ mà con. Chiếc kéo ra cái vô nước lớn rồi kéo vô rồi nó ra. Có một số người ta nói là chiếc ghe nên mua lựa ghe mới chứ đó cũ lắm rồi. Cũ dữ lắm rồi. Bà bánh cũ quá, ngày đâu có lâu. Mà chiếc đó ở vừa. Ở vừa nhưng mà nó cũ quá bà sao ở? Bây giờ bà nói này mình không được, tôi đã vô bánh chợ là khó lòng. Thì xuống dưới tôi nói đó. Thì bây giờ vài bữa có chiếc mới không anh? Về bữa kiếm điện thoại đi kiếm được coi. Nhỏ hơn ghe này đi. Ghe này mấy tấn ta? Ghe này phải có chừng 5 tấn cái gì. Anh lựa cái chiếc 3 tấn cho bà đi. Chiếc ghe dưới mấy tấn à? Chúng chừng 3 tấn chứ gì? Chiếc ghe của tôi á, ghe tôi á. 3 tấn rưỡi. Tại chứ của bà nó dài. Cái chiếc kia thì nó cũ mà nó sửa nó mắc tiền nữa bà ba. Nó cũng mình già kéo ra cái vô nước lớn vậy nó kéo vô bờ này ha. Nước gầm nó kéo biệt ra mà này vậy nè. Chứ đâu có đậu yên chỗ đâu. Bên lớn rồi ở ngon ta sống gió đầu ngon ha. Mà kẹt ở trong chợ, cặn hai cầu tạo cái bánh chợ luôn. Ác thiệt chứ phải con vậy tôi còn khoái rộng chỗ tôi ngủ còn khoái nữa nè. Bây giờ nếu mà bây giờ mình đậu chỗ khác được bà ba mình. Không không chỗ đó à. Hả? Chỗ đó dễ đậu chứ không chỗ nào dễ đậu. Không? Cắt cái này nè. Lạ bự như nè. Ôi bự quá cao. Bự. Cao quá. Làm giống như cái chẹt cái đó. Ừ, cắt ngang là bứng cao lên đây nè. Đây lên đây nè, bữa đây là khỏi rồi. Bỏ này. Cao bà cũng không chịu nữa anh ơi. Đâu cao. Đóng cao cái dàn sạp cao lên. Mình đóng cái dàn sạp cao lên. Bà ba bà nói cái chiếc kéo này nặng cái này mà. Kéo ra cái vô nặng cái lái, kéo vô không nổi. Tôi giờ kéo không nổi, nước lớn nó chảy mạnh chú giả cầu chú biết chứ bộ. Chứ phải như nước chảy vậy đâu có nói đâu. Giờ đi ý bà vậy thôi. Ý bà xài mà sao giờ đúng không? Bà ba xài đó, em biết. Cái chiếc này bên con ăn ý luôn á trời. Ừ ý tôi cũng ý mà nặng mà tôi kéo không vô. Cái không nổi chứ phải gì chứ kéo ra cái vô. Đừng con bà đâu. Ừ nó đi mặn tối ngày đâu có nhà đâu. À. Có cái chiếc của chú cầu nói chừng 4 tấn đó chú cầu. Chứ nó ngon. Anh đó. Kiếm cho cái chiếc nào khoảng 3 tấn rưỡi trở lại đi. Hẹn lần nữa đi chứ sao vậy. Bà ba nè, 3 lần đã con buồn lắm rồi đó. Lâu lắm rồi không đủ mà mấy ông mua được á. Chờ ba đi chờ gỡ tôi 50 ngàn mới được mới kiếm. Rồi. Em nói đủ mà không tối ngày đi không được chứ. Em nói anh thì anh nói chung là tiền thì em không nên với tôi điện thoại rồi người này họ kiếm chỉ giùm rồi đó. Tại vì cái này á thì em cũng đi làm từ thiện em mua giùm không em cũng chạy công cán thôi. Tiền này là của Mạnh Thường Quân gửi cho bà ba.
có nghĩa là làm em làm phước chứ không phải là em với bà ba cũng không có thân, không có họ hàng gì hết á. Cũng như ý ý chú cậu ông nói thì mai mốt em gửi tiền xăng lại cho anh. Gửi thấy cho ông. Tại vì tôi công chuyện thì bằng nhiều hơn, mình bỏ tôi đi cũng được phải không? Thì chú cứ kiếm giùm đi. Anh coi đó, ví dụ như tiền xăng, tiền cà phê rồi đó như thì đó cái tình nghĩa mình đó là mình không có cái đó cũng không có gì. Em làm cái này thì em cũng tiền đi chủ yếu là cho bà ba có cái ghe mới bà ba ở thôi. Và nếu như bây giờ nếu như mà chú cậu kiếm được là chú cậu đóng luôn cái dàn sạp luôn thì sao? Bị không tôi làm mà làm. Bây giờ anh như thế này nè. Tôi thợ mặn gì được chứ. Kiếm một cái chiếc ghe khoảng 3 tấn, 3 tấn rưỡi anh điện cho anh Quý, nói em xuống, em coi được xong mướn anh đóng luôn cái dàn sạp cho bà ba. Vậy cho nó đóng dàn sạp với cái dàn mui ra cho kéo ra chừng em 3 em tính vẽ trái cho anh cà phê cho không sao hết. Rồi cái nữa. Nhưng mà bây giờ trong khoảng nửa tháng đó là trở lại anh kiếm được không? Được. Chạy đủ đi xăng kiếm coi. Ủa rồi nữa chú lôi xuống về bến luôn rồi nữa tính tiền sao chứ chú. Nữa gì nữa chú có ghe lôi về phải không? Ừ. Chú đóng xong nữa lôi về dưới luôn. Không bây giờ coi trước, em phải coi trước được, quay lên rồi, xong cái rồi. Đóng xong cái em gửi tiền cho. Em gửi tiền mớ rồi đóng em gửi tiền tiếp. Đúng rồi. Rồi vậy đi ha anh. Rồi vậy rồi gần nữa có gì em có ấy thôi. Cũng mạnh thường quân trích gây xăng cổ cho anh đi. Em cũng làm từ thiện thôi à. Thôi bà ba. Cái nón nè, cái nón hiểu không? Nón rồi. Bây giờ sao? Chập tối rồi. Đây. Buồn hay vui? Vui chứ buồn vậy. Bà ba là con mai mốt bà ba không có ngồi cái buồn bã đó nghe. Bà ba vô ngồi buồn bã không có lần nào mua ghe. Thưa cô bác quý anh chị, hiện nay giờ này thì cũng khoảng gần tầm 6:30. Quá trời. Và Bùi Hồ với bà ba với lại anh Quý là cũng bên từ thiện chạy nhiệt tình cho bà ba luôn. Mà vẫn chưa mua được ghe. Lên bà ba, lên trước đi. Lên thành nữ là cũng khá là buồn vất vả, cố gắng. Có không có ai mà đi mua một ghe buổi tối đừng có mình con luôn á. Rất là chất quá rồi ông ơi. Tại vì con chỉ có 2 ngày thôi à. Ây dạ. Đợi tiền hoài có mạnh thường quân hoài con cũng ai nấy được mình. Thất bại là rồi nói gì với mạnh thường quân không bà ba? Rồi mạnh chứ. Bà nói lời gì với mạnh thường quân không? Nói trả lời mạnh chứ. Không có nói bây giờ nói với bà con trên mạng á. Ừ. Cô bác trên mạng á. Sao bà ba sao vui vẻ không? Nói làm sao vui chứ. Hôm nay bà chưa mới vui. Xuống bà nói chiếc này được rồi xong nhìn cái bự. Đó. Thấy khoái rồi giờ khoái bự quá trời. Là chưa có ghe là tại bà ba chứ không phải là tại con nha. Vậy phải vậy. Phải không? Đấy. Đó cái chiếc ghe kia thì nó thật luôn là khán giả trên mạng nó không chịu luôn. Giờ nó bình luận này. Bình luận nó không chịu. Dạ. Đó vậy được không? Chứ mấy đường mới đường kiếm rồi. Ừ này ngon hả? Chiếc này bự không? Giống như chiếc bự bà ba luôn kìa. Kìa. Bên nhỏ bên kia hả? Ừ. Đó đó. Ừ cả đó đi. Cả đó không? Kỹ nha. Rồi xuống dòm nghe kêu ta coi cho. Được rồi, được rồi. Được không? Được rồi, được rồi. Chắc chắn chầm chầm chắc nha. Đi. Cái đó quá nhỏ phải không? Ờ, chiếc nó vừa đó. Chiếc kéo ra nó vô vừa đó. Mà nó rất hơi sâu ha. Chiếc nó vừa đó. Ở nhà đó. Rồi. Rồi đó đi ha. Rồi, tạm biệt cô bác quý anh chị. Cảm ơn cô bác quý anh chị. Chúc cũng được đó nha, đừng bự quá đó nha. Cho bà ba. Nó lớn chút cũng mặc được. Mặc dù là gần 2 tháng nay bà ba vẫn chưa có nghe. Chút cũng được, đừng lớn quá. Cả đó ăn lên ha. Ờ, chút đi, đừng.